Không gian trong xe nó rất là nhỏ ấy nhá. Khi mà nhà sản xuất ra chiếc xe thì cái dàn lạnh lại đặt đặt ở sau cái phần cái tablo của cái xe này. Mà mỗi lần anh em mà muốn vệ sinh cái tablo ấy, không phải như cái điều hòa chỉ ở trong gia đình của mình đâu, là anh em có thể lấy nước phải rửa thế ấy đấy. Nhờ có thời gian không gian to để rộng để anh em vệ sinh. Nhưng mà cái ô tô không gian nó rất là nhỏ. Cái dàn nóng thì sẽ đặt ở bên ngoài xe rồi, nhưng mà cái dàn lạnh nó sẽ đặt ở đằng sau cái tablo này. Đấy, có những cái dòng xe mà anh em muốn vệ sinh được cái dàn lạnh này, anh em phải tháo hạ hết cái tablo này xuống. Mà một khi mà tháo cái dàn lạnh mà xuống hạ cái tablo này xuống ấy, thật ra là nhiều khi mà tháo ra nó sẽ bị sộc sạch này, và thứ hai là gãy cá gãy chốt, đấy là cái điều mà không thể tránh khỏi. Nó sẽ ảnh hưởng đến cái khi mà anh em đi nó sẽ có những tiếng kêu khó chịu, đúng không ạ? Thì hôm nay bên em có đưa về một cái công nghệ, đó là vệ sinh dàn lạnh nội, đối với cái phương thức đó là nội soi dàn lạnh. Thì đây có một cái máy nội soi đây, anh em thấy đây cái máy nội soi này đấy, anh em nhìn có thể nhìn thấy rõ là cái dàn lạnh của anh em mình ở đây này. Anh em thấy không ạ, cái dàn lạnh đấy ạ. Đấy nên cái bộ sản phẩm này nó sẽ có một cái camera và cũng có một cái đầu hóa chất để đưa cái hóa chất vệ sinh vào để nó vệ sinh hết toàn bộ cái dàn lạnh cho chiếc xe này, mà không cần phải tháo tablo trên xe. Và khi mà xịt vệ sinh cái này ấy, thì anh em không phải lo là cái hóa chất nó sẽ lưu lại trong cái bầu đấy nhá, cái tất cả hóa chất nó sẽ bị chảy xuống dưới này theo cái đường nước điều hòa của anh em ra đấy. Và cái hóa chất để vệ sinh cái dàn lạnh cho ô tô là cái hóa chất như thế nào ạ, và có đảm bảo hay không đấy, thế cũng là những cái điều mà anh em rất là thắc mắc, đúng không ạ? Thì hôm nay em đã đưa về cho chị anh để mà đưa về một cái sản phẩm, đó là của Voltronic, hóa chất nhập khẩu của Đức đấy anh em. Với cái lọ dòng sản phẩm nó sẽ có ba cái hóa chất như thế này cho anh em này: Voltronic AV10 và Voltronic AV20 và Voltronic AC22. Đấy, ba cái loại hóa chất này này nó sẽ có ba cái tác dụng khác nhau để mà khi mà để mà vệ sinh cái dàn lạnh của chúng ta. Đấy. Với cái Voltronic AV10 này nó sẽ là cái hóa chất đầu tiên đậm siêu đậm đặc để mà nó đưa cái hóa chất vào cái dàn lạnh này để nó sẽ đánh bay tẩy sạch cái bụi bẩn ở trên cái dàn lạnh của anh em. Sau khi sử dụng cái đấy, anh em sẽ sử dụng là cái AV22 để vệ sinh lại tổng thể một lần. Đấy, để diệt khuẩn khử khuẩn mùi trong xe. Đấy là vệ sinh trong cái dàn lạnh. Sau khi vệ sinh dàn lạnh rồi, còn cái khoang hành khách của chúng ta, đúng không ạ? Thì cái này nó sẽ có cái Voltronic AC22, cái này sẽ là dạng khí. Anh em khi mà vệ sinh hết xong hai cái loại hóa chất này, anh em sẽ nổ máy và bật điều hòa gió nóng lên cho em. Bật cái này lên và để cho nó tuần hoàn cái không khí này trong xe để nó khử mùi. Đấy, một cái quy trình xử lý vệ sinh dàn lạnh và khoang nội thất trong xe rất là đảm bảo cho anh em, vệ sinh sạch sẽ, không khí thoáng mát, bảo vệ sức khỏe cho anh em. Đấy, còn anh em nào mà chưa muốn vệ sinh ở đâu ạ? Hãy đến với Akala Thái Nguyên, Auto 365 Thái Nguyên để bên em vệ sinh cho các bác nhé.